Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2024. Kính thưa quý vị, chỉ còn khoảng một chút nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi, vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, thì trận đấu giữa đội tuyển U16 Việt Nam và đội tuyển U16 Indonesia sẽ diễn ra. Đây là hai đội bóng mà vừa qua thì đã thất bại trong trận đấu bán kết. Đội tuyển U16 Việt Nam thì thất bại với tỷ số 1-2 trước đội tuyển U16 Thái Lan. Trong khi đó thì đội tuyển chủ nhà U16 Indonesia nhận một thất bại nặng nề chung cuộc, đó là 3 năm trước đội tuyển đó là U16 Úc. Và ngày hôm nay thì như thường lệ chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những đường link trực tiếp, kênh trực tiếp để quý vị và các bạn có thể theo dõi được trận đấu giữa đội tuyển U16 Việt Nam và đội tuyển U16 Indonesia trong ngày hôm nay quý vị và các bạn nhé. Còn thưa quý vị và các bạn, trước khi mà trận đấu này diễn ra thì người Indonesia đang cho thấy rằng họ đang cực kỳ ngạo mạn, và lần đầu tiên ông Shin Tae-yong lên tiếng để đưa cái cách để giúp cho đội tuyển U16 Indonesia sẽ hạ được đội tuyển U16 Việt Nam. Chúng tôi thì có lướt qua một số các cái bình luận trên kênh của chúng tôi, và đặc biệt đây là chính cổ động viên của Indonesia, và dịch ra thì họ viết như thế này: đây là nghiệp chướng của Việt Nam, vốn đã đánh giá thấp các đội tuyển tại Đông Nam Á khi họ tưởng mình là nhất. Giờ đội tuyển Indonesia đang đoạt hết mọi danh hiệu của các bạn, từ các đội tuyển cấp cao U23 cho đến U16. Chúng tôi sẽ hủy diệt Việt Nam cho đến khi các bạn thất vọng thì thôi. Đó là những gì mà những cổ động viên của Indo họ có vào kênh của chúng tôi để họ có những lời chia sẻ. Tất nhiên thì vừa qua thì chúng tôi biết là bóng đá của Indonesia họ đang mạnh lên, và vừa qua thì với đội tuyển U16 Việt Nam chúng ta cũng còn đó những vấn đề. Nhưng mà thưa quý vị và bạn rằng là chúng tôi cũng rất mong rằng trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta sẽ vững tâm, hãy tự tin, hãy bản lĩnh và hãy cố gắng dứt điểm một cách chính xác, tận dụng tốt những cơ hội mình tạo ra, thì chúng ta cũng không có gì phải lo ngại đến Indonesia đâu. Với bóng đá của Việt Nam chúng ta thì tôi không nghĩ rằng là chúng tôi là những người mà cho rằng là mình là nhất cả. Tôi chưa bao giờ cho rằng là đội tuyển của chúng ta là nhất, kể cả trong cái quãng thời gian vừa qua cả. Bởi những khó khăn mà chúng ta đã gặp phải trước những Malaysia, trước những Thái Lan thì chúng ta đều hiểu. Chỉ có điều trước đây thì đối với Indo, trong cái thời gian mà thầy Park nắm quyền thì đúng là thực sự là dễ dàng. Còn đối với các đội bóng khác như tôi vừa nói với Thái Lan hay là Malaysia thì có bao giờ là dễ dàng dành cho bóng đá Việt Nam của chúng ta đâu. Cho nên là cổ động viên của Indo này có vẻ như là thời gian gần đây khi mà được hưởng những niềm vui chiến thắng thì họ chỉ là tự suy từ bụng ta ra bụng người thôi, đúng không ạ? Tôi hy vọng rằng chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U16 Việt Nam sẽ cố gắng làm sao hãy đánh bại được U16 Indonesia để cho họ bớt ảo tưởng về sức mạnh của mình nhá. Hãy cùng chờ đợi xem. Và tất nhiên chúng tôi vẫn đánh giá là hiện nay thì Indonesia là đội bóng khó chơi, không hề đơn giản đâu. Bởi trận đấu vừa qua khi mà thi đấu với 10 người mà họ cũng đã thi đấu rất hay trước một đội bóng như là Australia khi được thi đấu đủ 11 người, cho thấy được rằng trong trận đấu của chiều ngày hôm nay đó sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn dành cho đội tuyển U16 Việt Nam. Và kính thưa quý vị, trước khi mà trận đấu diễn ra thì vừa qua ông Shin Tae-yong đã đưa ra một lời khuyên rất đặc biệt để giúp cho đội tuyển U16 Indonesia hạ đội tuyển Việt Nam. Cụ thể thì kính thưa quý vị, đội tuyển U16 Indonesia sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 3 với đội tuyển U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2024. Mặc dù không thể hoàn thành mục tiêu để bảo vệ chức vô địch, thế nhưng mà đội tuyển U16 Indonesia vẫn muốn có chiến thắng trước Việt Nam để lấy lại được cái tinh thần. Trong năm 2022 thì đội tuyển U16 Việt Nam và đội tuyển U16 Indonesia đã có mặt ở trong trận đấu chung kết, thế nhưng cuối cùng cả hai đội bóng vừa qua thì đã thất bại ở trong trận đấu bán kết, cho nên không thể có mặt ở trong trận đấu cuối cùng được. Trước trận đấu quan trọng này thì thuyền trưởng của đội tuyển U16 Indonesia đó là ông Nova Iratino có cho biết là ông Shin Tae-yong đã đưa ra lời cảnh báo đặc biệt cho đội tuyển U16 Indonesia. Điều này đã được huấn luyện viên của Hàn Quốc phiên dịch thông qua ông Jang Song-cheol. Và trong cuộc trao đổi này thì ông Shin Tae-yong đã nhắc nhở ông Nova một cái điều như thế này. Đó là ông ấy có chia sẻ rằng điều mà ông Shin Tae-yong luôn nhắc nhở chúng tôi đó là vấn đề về mặt tâm lý. Vấn đề tâm lý của những cầu thủ trẻ hiện nay vẫn là chưa ổn định. Điều đó có nghĩa là đôi khi thì họ vẫn có thể chơi tốt, đôi khi thì lại không. Và đó là điều mà chúng tôi sẽ phải quan tâm và sát sao để họ có thể giữ được ổn định trong mọi trận đấu. Trong đội của tôi lúc này thì mọi chuyện vẫn như một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Đôi khi có thể tốt, đôi khi lại có thể kém hơn. Và ông này cũng có thừa nhận rằng yếu tố tinh thần đó là bài kiểm tra đối với những cầu thủ của U16 Indonesia, đặc biệt là sau trận thua đội tuyển U16 Australia ở bán kết. Bởi lẽ không dễ để cho những cầu thủ có thể quên ngay đi được sự thất vọng sau khi mà thua ở bán kết. Hơn nữa thì U16 Indonesia cũng chỉ có nghỉ ngơi đúng một ngày.
trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển U16 Việt Nam. Và ông ấy có nói như thế này: "Tôi hy vọng rằng những cầu thủ đã quên đi thất bại ngày hôm qua, bởi vì sau khi trải qua thất bại thì chắc chắn những cầu thủ trẻ sẽ không hề dễ dàng đâu. Và chỉ trong có một ngày thôi thì họ sẽ phải lập tức khôi phục lại vấn đề về mặt tâm lý của mình." Và ông cũng hy vọng rằng là thất bại trước đội tuyển U16 Úc sẽ mang lại những bài học quý giá dành cho những cầu thủ của mình. Và suy cho cùng, thất bại thì cũng là một trải nghiệm quan trọng để cho những cầu thủ tiếp tục phát triển. Và ngoài ra thì ông cũng cố gắng sẽ khôi phục tâm lý cho những cầu thủ để đấu với đội tuyển U16 Việt Nam. Đó là những gì mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U16 Indonesia có chia sẻ. Thì qua đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh lại thêm một lần nữa rằng đúng, với những cấp độ bóng đá trẻ thì cái vấn đề yếu tố về mặt tâm lý là một điều cực kỳ quan trọng. Với Indonesia hay với Thái Lan hay cả Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Tất nhiên vừa qua thì chúng ta cũng thấy được là với U16 Việt Nam thì tâm lý nó cũng khá là bất ổn, dẫn đến là một trận thua ngược trước đội tuyển U16 Thái Lan. Nhưng hy vọng rằng là với những gì mà ông Shin Tae-yong cũng nói thì hy vọng rằng là thuyền trưởng của U16 Việt Nam cũng sẽ biết cách để giúp cho những cầu thủ của chúng ta vượt qua những cái khó khăn về mặt tinh thần để trở lại lập tức cho cuộc đối đầu với đội tuyển U16 Indonesia. Với đội tuyển U16 Việt Nam hiện nay thì chúng ta cũng có thêm những khó khăn khi mà vừa qua thì theo như huấn luyện viên Trần Minh Chiến có chia sẻ thì có khoảng gần một nửa đội hình của đội tuyển U16 Việt Nam đã bị gặp chấn thương sau trận bán kết với U16 Thái Lan. Tất nhiên không chỉ vì mỗi trận đấu đó đâu, mà phải nói như thế này là sau một quãng thời gian dài khi mà chúng ta phải liên tiếp thi đấu với một cái khung giờ nắng nóng, và thứ hai nữa là nó cũng khá là liên tục. Khung giờ nóng thì là thứ nhất rồi, thế nhưng mà cái việc mà chúng ta phải thi đấu liên tiếp, các trận đấu cách nhau chỉ có khoảng 2 ngày thôi, thì đó cũng là một trở ngại rất lớn cho những cầu thủ trẻ của chúng ta. Thế nên thì với đội tuyển U16 Việt Nam hiện nay thì với việc là những cầu thủ một nửa đội hình đã chính đã bị chấn thương rồi, thì trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ có những cầu thủ dự bị để được thi đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Bởi dẫu sao đây cũng là một giải đấu trẻ mà. Và thứ hai nữa, chúng ta không phải là tranh cái tấm huy chương vàng, cho nên chúng tôi vẫn rất kỳ vọng rằng là những cầu thủ trẻ họ sẽ có được những cơ hội để ra sân. Với một giải đấu trẻ như thế này thì hy vọng tất cả những cầu thủ đều có được những trải nghiệm để có được những cơ hội để mà thi đấu. Bởi dù sao thì chúng tôi cũng nói rồi, với một cấp độ trẻ thì cái điều quan trọng nhất đó là một sân chơi. Họ có những sân chơi và đây là những thời điểm mà để cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ dự bị có được cái cơ hội để mà ra sân. Còn hiện nay thì với đội tuyển U16 Indonesia thì thông tin chúng tôi nhận được họ cũng sẽ ra sân đối đầu với đội tuyển U16 Việt Nam với một đội hình dự bị, cũng giống như đội tuyển U16 Việt Nam thôi. Thì họ cũng sẽ mong muốn rằng là trao cơ hội cho tất cả những cầu thủ để họ có được những cái trải nghiệm quý báu mà không phải bất cứ lúc nào cũng có thể có được. Thêm trận đấu ngày hôm nay thì mọi thứ tôi nghĩ rằng vẫn đang là cân bằng. Với U16 Indonesia cũng như Việt Nam thì cũng được nghỉ có đúng một ngày thôi. Và chúng ta thì có thể bất lợi hơn khi mà phải thi đấu nhiều ở cái khung giờ đó 15 giờ, như quý vị, lúc 3 giờ chiều ấy. Nhưng đó không phải lý do để chúng ta đổ lỗi cho thất bại. Thế nên trong cái buổi chiều ngày hôm nay, hy vọng rằng những cầu thủ sẽ hồi phục thể trạng, hồi phục về mặt thể lực và đặc biệt là chuẩn bị tốt yếu tố về mặt tinh thần. Bởi đối đầu với một đội bóng như là U16 Indonesia, họ được thi đấu ở trên sân nhà, thậm chí còn khó khăn hơn so với việc là chúng ta vừa qua phải đối đầu với đội tuyển U16 Thái Lan, đúng không ạ? Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7, và xin chúc cho thầy trò Trần Minh Chiến sẽ thi đấu thành công nhé.